Ngày 28 tháng 2, mô hình tổ công nhân dịch vụ đô thị tự quản về an ninh trật tự địa bàn thành phố Bắc Ninh tổ chức sơ kết mô hình năm 2022, dự và chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Song Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Năm 2022, mô hình tổ công nhân dịch vụ đô thị tự quản về an ninh trật tự đã được củng cố và xây dựng, đảm bảo yêu cầu chất lượng đề ra, từng thành viên tổ tự quản tận tâm, tận tụy với công việc, nêu cao tinh thần trách nhiệm cao trong phong trào tự quản, tự bảo vệ và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ và tổ công nhân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có chuyển biến tích cực. Công an thành phố đã phối hợp công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh tổ chức một lớp huấn luyện nghiệp vụ cho 30 thành viên chủ chốt của tổ công nhân nhằm trang bị kiến thức để tự vệ và xử lý các tình huống xảy ra liên quan đến an ninh trật tự khi đang làm nhiệm vụ trên địa bàn dân cư tổ chức 4 buổi sinh hoạt tuyên truyền giáo dục cho 120 lượt thành viên trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Tổ công nhân dịch vụ đô thị tự quản về an ninh trật tự đã cung cấp nhiều thông tin liên quan đến tình hình an ninh trật tự, trong đó có 98 tin có giá trị liên quan đến công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Hội nghị cũng đã thảo luận những thuận lợi khó khăn, những vướng mắc trong quá trình phối hợp đảm bảo an ninh trật tự và đưa ra những phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Với thành tích đạt được, Ủy ban nhân dân thành phố đã tặng giấy khen cho 3 tập thể, 8 cá nhân có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022.